cho bí mật mình sẽ thành sẽ cho cái thứ nhất là thành muốn tạo điều bất ngờ cho Diễm, và cái thứ hai cũng muốn tạo bất ngờ cho viên khán giả, cho nên hiện tại bây giờ chắc thành chưa nói được vấn đề đó. Vậy thì anh có thể gọi là chúc đến À, nhân ngày 8 tháng 3, Thành cũng xin gửi lời tới tất cả các chị em phụ nữ trên cả nước cũng như tình toàn thế giới có một ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ, hạnh phúc và càng ngày càng trẻ đẹp. Xin cảm ơn.